Thì sau đây thì chúng ta bước tiếp một cái phần nữa các bạn, đó là phần phụ cấp Google sắp xếp trang web. Thì ở đây thì Phước chỉ các bạn một cái mẹo nhỏ nha, để các bạn có thể nhận biết được rằng Google nó sắp xếp trang web như thế nào, đúng không bạn? Google sắp xếp trang web thế nào. Thì ở đây Phước cũng đã mở sẵn cho các bạn rồi một cái bài viết nói về 200 yếu tố cách xếp hạng từ khóa, đúng không bạn? Một trong những ví dụ là đẩy phải ví dụ rồi, đó là ví dụ tên miền các bạn, tên miền nào phù hợp với sáng nào như vậy đó các bạn. Thì ở đây Phước hé lộ các bạn một số cái tiêu chí nữa các bạn, mà các bạn nhìn vào là bạn hiểu thôi, đó, nhìn vào hiểu thôi, không gì khó hết cả. Ví dụ như là nhìn vào hiểu thôi, ví dụ như ở đây các bạn, thì các bạn hồi nãy Phước đã mở một cái từ khóa là kệ Mika đa năng, đúng không các bạn? Rồi cái từ khóa là kệ Mika đa năng, thì các bạn nhìn vào những cái đáp án hiện ra đó bạn, các bạn thấy là cái từ kệ Mika nó có sự đậm đậm này, đúng không các bạn? Đó là đậm đậm so với cái từ là trưng bày, đúng không các bạn? Rồi cái từ đa năng, đậm so với những từ còn lại, đúng không bạn? Rồi bạn thấy đường link của nó bạn, đây kệ Mika đa năng nó đậm nè, rồi kệ kệ Mika nó đậm, đúng không bạn? Rồi chữ đa năng nó đậm nè, đúng không bạn? Rồi ở trên tiêu đề đây á, thì nó cái đây nó cũng hơi đậm xíu so với những từ còn lại. Thì một cái mẹ một phút bốn bạn là gì? Làm Google nó sẽ truy vấn ra ba yếu tố ở đây Phước ghi để các bạn có thể hình dung ra dễ hiểu hơn, dễ hiểu hơn, hiểu không? Đó là gì? Đây Phước ghi ra dễ hiểu nha. Một đó là tiêu đề các bạn, tiêu đề. Hai là gì các bạn? Hai dòng hiển thị trên Google. Ba là gì? Cái đường link đó, đường link nó URL các bạn, hay là chính xác là nó URL đó, nó hiển thị trên Google nha, hiển thị trên Google. Đó. Rồi, như vậy chưa? Đó. Thì kết luận lại là gì? Google nó sẽ xem xét ba yếu tố, đó là tiêu đề là một. Thứ hai, hai dòng hiển thị trên Google. Hai dòng nào bạn? Đây, hai dòng này, thế này. Được chưa bạn? Ba là gì? Ba là cái dòng mà đường link các bạn, cái đường link đó, đường link là chiếc đường này đó bạn. Đây, đường link căn cứ vào đường link này. Đó, để nó đưa đến cái truy vấn thành Google. Thì đó là cái gọi là cách, gọi là đưa vào là cách Google xếp hạng trang web các bạn, cách Google xếp hạng trang web. Đó là ba yếu tố cơ bản nhất để Google căn cứ vào ba yếu tố này để Google xếp hạng, có cách gọi là Google xếp hạng website của các bạn. Và ngoài những cái ba yếu tố này ra thì nó còn n yếu tố nữa các bạn, n yếu tố nữa mà Phước đã nói chính xác bạn. Ở đây là n yếu tố là cái gì? Đó là 200 yếu tố để xếp hạng website của các bạn. Đây 200 yếu tố xếp hạng website của các bạn. Thì 200 yếu tố này nó có những cái gọi là từ ngữ và thuật ngữ các bạn, những thuật ngữ trong ngành. Thì Phước sẽ đi sâu vào những bài trong, thì Phước sẽ cho các bạn những cái nền tảng về kiến thức, những cái từ ngữ chuyên sâu trong ngành nó sẽ dùng các bạn. Thì thông qua những cái từ ngữ mà các bạn quen với Phước rồi, những cái thuật ngữ trong ngành là quen với Phước rồi, thì sau đó Phước sẽ cùng các bạn đi sâu vào 200 yếu tố này để các bạn có thể hiểu tốt hơn.